Hello, em học sinh trẻ lò sư. Lần trước có một số bạn học viên góp ý với mình là mình nên chia từ vựng theo từng chủ đề. Mình thấy ý kiến này khá là hay, cho nên hôm nay mình sẽ chia từ vựng theo chủ đề bộ phận cơ thể con người. Chắc hẳn đối với một số bạn khi mà mới vừa học tiếng Trung, nhắc đến bộ phận cơ thể con người, chắc hẳn là sẽ biết rất ít từ vựng về phần đó. Cho nên hôm nay mình cùng nhau xem, nếu như mình dùng những bộ phận cơ thể con người này, mình sẽ cho ra được những cái sơ đồ tư duy thế nào. Mình cùng nhau vào bài xem nhé. Let's go! Sổ, sổ. Âm Hán Việt của từ này là từ thủ, ấy là tay của mình. Sổ, sổ đoạn, sổ đoạn, thủ đoạn. Sổ sư, sổ sư, thủ tục. Sổ sư, sổ sư, phẫu thuật. Âm Hán Việt của nó là thủ thuật. Sổ chỉ, sổ chỉ, ngón tay. Âm Hán Việt là thủ chỉ. Sổ chỉ, sổ chi, sổ chi, điện thoại di động. Sổ là từ thủ, chi là cơ, thổ cơ, thổ là tay, chi là máy móc, ấy là một cái máy cầm tay. Sổ chi, thổ, thổ, đầu, cái đầu của mình. Thổ pha, thổ pha, tóc. Âm Hán Việt là đầu phát. Thổ pha, thổ não, thổ não, não, đầu não. Thổ não, thổ thần, thổ thần, đau đầu. Thổ là cái đầu, thần là đau, mình ghép lại thôi. Thổ thần. Thổ phỉ, thổ phỉ, da đầu. Thổ là đầu, phỉ âm Hán Việt là bì, biểu bì, từ bì là cái lớp da của mình. Thổ phỉ, thổ phỉ. Thổ đỉnh, thổ đỉnh, đỉnh đầu. Thổ là đầu, tiền là cái đỉnh. Ghép lại, thổ tiền. Nhãn, nhãn là mắt. Âm Hán Việt của nó là nhãn. Nhãn, nhãn chương, nhãn chương, đôi mắt của mình. Mình nhớ là đằng sau chữ chương là khinh thân. Nhãn chương. Nhãn lệ, nhãn lệ, nước mắt của mình. Âm Hán Việt của nó là nhãn lệ. Dàn lệ, dàn sỉn, dàn sỉn, ánh mắt. Tiếng Hán Việt là nhãn thần, hay là ánh mắt mình nhìn cái gì đó. Dàn sỉn, dàn quang, dàn quang, nhãn quang, ý là cái ánh nhìn, cái tầm nhìn của mình đối với một cái vật thể là con người nào đó. Dàn quang, dàn chinh, dàn chinh là mắt kính, cặp mắt kính của mình. Mình nhớ đằng sau chữ chinh là âm 4 để mình phân biệt với cái từ đôi mắt. Dàn chinh, dàn chinh. Khẩu, khẩu là khẩu, ý là miệng của mình. Khẩu, khẩu khí, khẩu khí, khẩu khí. Một là cái giọng nói chuyện của mình, khẩu khí. Hai là cái mùi hôi của miệng mình. Khẩu khí, khẩu khí. Khẩu tai, khẩu tai, ấy là cái túi áo hay là túi quần. Âm Hán Việt của nó là khẩu tai, khẩu tai. Khẩu hiệu, khẩu hiệu, từ này khá đơn giản, khẩu hiệu. Khẩu hiệu. Khẩu âm, khẩu âm, khẩu âm, ấy là cái giọng điệu của vùng miền. Ví dụ giọng miền Bắc, giọng miền Nam thì mình sẽ ghép vô Nam phương khẩu âm, Bắc phương khẩu âm, khẩu âm. Chảo, chảo là chân. Âm Hán Việt của nó là cước. Chảo, chảo bộ, chảo bộ, cước chân, ấy là bước chân của mình. Chảo bộ. Chảo bệnh, chảo bệnh, cước bổn, ấy là cái kịch bản. Chảo bệnh. Chảo khoái, chảo khoái, cước hỏa, ý là mắt cá chân. Chảo tỉ, chảo tỉ, cước đáy, ý là lòng bàn chân. Chảo yin, chảo yin, cước ứng, dấu chân.
chào yin. Ok, hôm nay mình học từ đây chú nhé. Nếu như các bạn có bất kỳ chủ đề nào hay hơn thì hãy bình luận cho mình biết nhé. 再见.